Rồi mai tôi đưa em xa kỷ niệm. Xin lời cuối không dối gian trong mắt em. Tình yêu cho thương đau nghe buồn thêm. Gác vòng mưa gợi niềm chăn chiêu. Còn đây không gian xưa quen khót lầy. Bên hè phố cây lá thưa chim đã bay. Thôi nghe yêu thương đi xa tầm tay. Giữa tiếng ru trầm vào cơn mê này. Chiều xưa em qua đây dù hồn nắng ngủ say. Lời yêu chót đong đầy đón em thu mây bay. Tiễn em xuân chưa phai. Xót ngày vàng còn gì đành đoạn rồi những lần chiều hẹn ước. Rồi mai chân hoang vu lên phố gầy. Tôi về nhớ trong mắt môi đã đắng cay. Còn ai mơ trên tay khi hoàng hôn. Vô giấc xuân muộn về trên môi hồng. Chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Đã lâu em không quay trở lại, không biết là có thay đổi gì không, nhưng mà hình như là những cái đêm nay là ngẫu hứng phải không anh Đạo? Vậy đêm nào cũng ngẫu hứng. Thì Tuấn Dũng cũng xin được phép nói với quý vị là ở bên dưới, nếu mà quý vị thích cái bài hát nào, yêu thích
hay là muốn được bày tỏ cái tâm tình của mình với cái người đi cạnh chẳng hạn qua những cái bài hát, thì xin quý vị hãy hãy đề nghị những cái điều ấy với anh chị em nghệ sĩ chúng tôi bằng cách là có thể viết lên đây bằng một cái tờ giấy, hoặc là thậm chí là có thể giơ tay và phát biểu ngay cũng không có vấn đề gì. Bởi vì quý vị cũng biết rằng ở trong khán phòng của phòng trà Chính Ca là một khán phòng rất là gần gũi, và có khi là ở cuối khán phòng kia mà quý vị nói tên bài hát thì ở trên này Tuấn Dũng và anh em ban nhạc cũng đều nghe được. Ý Dũng nói là cả Tuấn Dũng và cả anh chị em nghệ sĩ đều rất mong chờ những cái lời yêu cầu đó. Thì ngay sau cái bài hát này thôi, thì xin quý vị hãy dành cho anh chị em nghệ sĩ những cái lời yêu cầu. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và dạ, cảm ơn. Sau đây có cái cơ hội được hát trở lại trong phòng trà Chính Ca, thì xin mời quý vị nghe một bài hát của nhạc sĩ Vũ Thành An. Bài hát được mang tựa đề Một Lần Nào Cho Tôi Gặp Lại Em. Lần nào cho tôi gặp lại em, đôi môi đó đến nay còn nồng. Một lần nào cho tôi gặp lại em, rồi thiên thu sẽ là nhung nhớ. Dòng đời nào đưa em đi về đâu, sao không thấy qua đây một lần. Một lần nào cho tôi gặp lại em, những bên bờ xưa cũ đã mờ. Ôi mái tóc mây bay giờ còn không, tiếng nói thơ ngây giờ còn không. Em có vui không, hai má còn hồng. Tuổi xuân qua máu quá, tôi ngỡ như ngày nào. Đôi mắt em như sao, soi thấu tâm hồn nhau. Giờ đời em đã úa, tay cố bơi cùng người. Tim cô nuôi thân tôi, đôi mắt quầng thâm rồi. Một lần nào cho tôi gặp lại em, nghe em nói tôi vui một lần. Một lần nào cho tôi gặp lại em, còn chút tình đốt hết một lần. Tôi gặp lại em, những bên bờ xưa cũ đã mờ. Ôi mái tóc mây bay giờ còn không, tiếng nói thơ ngây giờ còn không. Em có vui không, hai má còn hồng. Tuổi xuân qua máu quá, tôi ngỡ như ngày nào. Đôi mắt
mắt em như sao soi thấu tâm hồn nhau. Giờ đời em đã úa tay cố bơi cùng người, tìm cô nuôi thân tôi, đôi mắt quầng thâm rồi. Một lần nào cho tôi gặp lại em, nghe em nói tôi vui một lần. Một lần nào cho tôi gặp lại em, còn chút tình đốt hết một lần. Một lần nào cho tôi gặp lại em, còn chút tình đốt hết. Một lần nào cho tôi gặp lại em. Xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và xin được hẹn gặp lại quý vị ở phần sau. Xin cảm ơn Tấn Dũng với hai ca khúc vừa rồi. Đồng Nguyên cũng đã nhận được một số những yêu cầu từ phía quý vị gửi lên đây rồi. Những ca khúc như là Hà Nội của tôi, rồi Tuyết rơi, Lại gần hơn em, Bản tình ca cho em. Đồng Nguyên sẽ chuyển đến những ca khúc này đến cho những nghệ sĩ của chị ca. Bây giờ là một tiếng hát nữa trong đêm nhạc hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức những ca khúc với tiếng hát của Bích Ngọc. Xin mời. Vâng ạ, một khán phòng chặt cứng người. Xin quý vị hãy vỗ tay cổ vũ anh chị em nghệ sĩ một tí. Nồng nhiệt, nồng nhiệt. Vâng, Bích Ngọc xin gửi lời chào tới tất cả quý vị chính khách đang ngồi xem trực tiếp tại phòng trà Trịnh Ca, cùng quý vị chính khách đang theo dõi qua fanpage. Chúc quý vị một buổi tối nghe nhạc như ý. Và bài hát đầu tiên trong phần biểu diễn của mình, Bích Ngọc xin mời quý vị hãy đến với ca khúc của nhạc sĩ Trường Sa, bài hát Mùa Thu Trong Mưa. Từng mùa thu đến
ra đi không mang tin nỡ quên đi đành sao. Kể từ em vắng xa ngày tháng bơ vơ quên mình, mùa thu mưa vẫn rơi không bước chân em tìm đến. Chuyện ngày xưa biết sao, mọi cánh chim bay phương nào, còn ngày xuân ấm cho mình gọi tiếng yêu em. Tình một chiều nào
tiếng mưa buồn thay tên, ngồi nhớ duyên tình đam mê, lòng tôi vương bao nhung nhớ, hình bóng như khơi sâu, ôi nghẹn ngào đêm buồn sao, đêm buồn sao, hỡi người yêu thấu trong tình còn chờ nhau. Mắt nay còn đâu để mình tôi ôm nỗi khổ đau ngày tháng như màu lá. Tôi buồn xót xa tình chết theo ngày tháng qua, người yêu tôi đi đi mãi sầu nhớ không còn thấy, ôi sầu nhớ phố đau này người tình cũng là một cái bản nhạc phim trong một cái bộ phim viết về thế giới giang hồ, cũng là bộ phim Điệu Du Nước Mắt của tiểu thuyết gia Duyên Anh. Ngày đó những cái bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết của ông đều là những cái bộ phim rất hot, và những cái ca khúc ở trong phim đó đều là những ca khúc rất nổi tiếng. Ví dụ như quý vị có thể nhớ ra là bài Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang cũng vậy, cũng là một ca khúc trong cái bộ phim mà chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn Duyên Anh. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng trở lại với tiếng hát của Trọng Long. Và những yêu cầu từ phía quý vị gửi lên thì chắc là các ca sĩ cũng đã chia nhau được các ca khúc để có thể lựa chọn cho mình rồi. Xin mời Trọng Long. Và kính thưa quý vị thân mến, trở lại với quý vị trong phần 2 của Chính Mình buổi tối ngày hôm nay tại Trịnh Ca. Sẽ là một yêu cầu từ một vị khách đang có mặt tại Trịnh Ca buổi tối ngày hôm nay. Xin phép được hỏi vị khách nào đã đăng ký ca khúc Lại Gần Hôn Anh ạ?
Đâu bạn có thể cho Long nhìn thấy không? Trên này cũng hơi khó nhìn thấy tất cả quý vị. Đây là có cái khúc nhạc Pháp lời Việt của Phạm Duy. Những cái giai điệu của bài hát này thì cũng đã vang vẳng, Long cũng nghe khá là nhiều rồi, nhưng cũng chưa có một dịp nào được hát tại một sân khấu nào đó. Và có lẽ rằng buổi tối ngày hôm nay sẽ là một cái buổi thử nghiệm bài hát này. Hy vọng rằng nó một phần nào đó sẽ mang tới cho vị khách yêu cầu cũng như tất cả quý vị một chút cảm xúc trong bài hát này. Xin mời quý vị cùng tới với Lại Gần Hơn đây. Lại đây bên anh, em hỡi trước khi xa anh, đêm nay lại gần bên anh. Vẫn biết đôi ta chia tay nhưng trong lòng còn mê say. Lại gần với anh, lại đây bên anh, hãy nói ta luôn bên nhau, tim ta chẳng đổi thay đâu. Hãy nói em không ra đi cho anh đừng buồn chia ly. Lại gần với anh. Em ơi nhớ nhé, hãy cố quên đi thương đau và cười lên xin nhớ nhé. Hãy cố khơi lên trong ta bao nhiêu kỷ niệm đam mê. Những lúc đôi ta còn trong tay nồng say xưa. Em ơi nhớ nhé, hãy cố khơi lên trong ta từng ngày có bao đắm đuối. Hãy cứ như ta đang yêu, như duyên tình còn yên vui. Hãy tới hôn anh lần cuối đêm nay rồi thôi. Anh đêm nay lại gần bên anh, hãy cố vui lên em ơi, quanh ta dòng đời đang xoay. Lại gần với anh, lại đây bên anh, chưa nói cho ta nghe thêm bao nhiêu lời nồng quyến luyến. Sẽ thấy không lâu em ơi, đôi ta đành phải quên nhau rồi lòng đớn đau. Em ơi nhớ nhé, hãy cố quên đi thương đau và cười lên xin nhớ nhé. Hãy cố khơi lên trong ta bao nhiêu kỷ niệm đam mê. Những lúc đôi ta còn trong tay nồng say xưa. Em ơi nhớ nhé, hãy cố khơi lên trong ta từng ngày qua bao đắm đuối. Hãy cứ như ta đang yêu, như duyên tình còn yên vui. Hãy tới hôn anh lần cuối đêm nay rồi thôi. Em ơi nhớ nhé, hãy cố khơi lên trong ta từ ngày qua bao đắm đuối. Hãy cứ như ta đang yêu, như duyên tình còn yên vui. Hãy tới hôn anh lần cuối đêm nay rồi thôi. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Trong rất nhiều những yêu cầu của quý vị thì Long cũng chọn lựa được cho mình một vài bài. Một bài đó và còn rất nhiều những bài khác nữa, những yêu cầu từ tất cả quý vị, hy vọng rằng các anh, các chị nghệ sĩ phía sau sẽ dành tặng cho quý vị những ca khúc đó. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.
Và một ca khúc tiếp theo cho Long gửi tới quý vị đó là một sáng tác của tác giả Lê Uyên Phương. Xin mời quý vị cùng tới với một trong những tình yêu rất mãnh liệt mà nhạc sĩ đã gửi gắm vào trong ca khúc này, dành tặng cho người tình bé nhỏ của mình. Xin mời quý vị cùng tới với Tình Khúc Cho Em. Tin ngày buồn như chim đau quên mùa xuân, còn trong hôn mê buồn tênh lệ mãi những bước ê chề. Xin cho yêu em thật lòng, xin cho thương em thật lòng, còn có khi lòng thôi giá băng. Cho em môi hôn vội vàng, cho em quên ân tình sâu, dù em không mong dài lâu, xin cất lấy ước mơ đâu. Xin cho yêu em nồng nàn, xin cho yêu em nồng nàn, dù tháng năm buồn vui ngỡ ngàng. Vì đâu mê say phồn hoa như áo gông sáng long lanh, ôm dãy nát không tâm linh, ôm tiếng hát không hơi rung nghèo nàn. Còn yêu chi hoa ngày xanh héo hòn vì mong anh, bỏ quên lại người sao ngỡ ngàng. Thương em khi yêu lần đầu, thương em lo âu tình sau, dù gương xưa không được lau, soi lấy bóng mối duyên sâu. Cho tôi yêu em nồng nàn, cho tôi yêu em nồng nàn, dù biết yêu tình yêu muộn màng. Thank you.
rất nhiều. Xin cảm ơn Trọng Long với hai ca khúc vừa rồi. Và tiếp theo xin mời quý vị cùng tiếp tục trở lại với tiếng hát của Nhật Thảo. Xin mời. Đã đi hết qua một nửa chương trình rồi ạ. Nhưng mà các chị khách có thấy hơi thiếu một cái gì một chút không? Có lẽ đó là những ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Mặc dù đêm nay không phải là đêm chuyên đề nhạc Trịnh, nhưng mà buổi nào của phòng trà Trịnh Ca thì ca khúc của ông vẫn được vang lên. Thực ra là đã có những cái lời yêu cầu, những ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng đã được gửi lên đây rồi. Nhưng mà ví dụ như thế, nhìn những mùa thu đi thì Nhật Thảo không dám hát đâu. Bởi vì người ca sĩ mà tiếp ngay sau Nhật Thảo, anh ấy hát quá hay bài hát đấy rồi, nên là Nhật Thảo không dạy gì để mà hát nữa. Nên là sẽ nhường cho Tuấn Dũng, tí nữa sẽ hát tặng các chị khách cái yêu cầu bài hát Nhìn Những Mùa Thu Đi. Còn Nhật Thảo ngày hôm nay thì cũng sẽ chọn một ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn để gửi tặng tới tất cả các chị khách. Dù là như Nhật Thảo đã nói là hôm nay chắc chắn là sẽ hát về thu, thu ít hay thu nhiều thì cũng sẽ là thu. Và ca khúc Tôi Ru Em Ngủ là một ca khúc mà cũng đã có mùa thu xuất hiện trong đó của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Và đây là một bài hát được coi là rất là hay về ngôn từ và rất là bay bổng về hình ảnh của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Và xuyên suốt bài hát đó là những cái tư tưởng rất là đối nghịch, lúc vui, lúc buồn, lúc tối, lúc đen, lúc trắng. Và tất cả có lẽ là chính vì những cái sự đối nghịch đó nên đã tạo nên rất là nhiều, mang đến rất là nhiều những xúc cảm cho người nghe. Và xin mời tất cả các chị khách cùng đến với Tôi Ru Em Ngủ. Một ngày cuối thu, em vào mùa
mùa xuân nào ngẩn ngơ tình mới đi nhẹ vào đời thầm thì gót chân em gọi nụ hồng vừa tàn cuối xuân nghe tình chợt buồn trong lá xuân sao để mùa xuân sau mùa riêng tình sâu tôi ru em ngủ một sớm mùa xuân em hôn một nụ hồng hỏi thăm về giọt nắng tôi ru em ngủ hạ vùng vừa sáng em hôn lên tay mình để chút xót tình chân thì sẽ thấy là nó đi theo đúng tuyến thời gian của nền âm nhạc Việt Nam từ năm 57 này, rồi đến năm 60 rồi đến sau năm 75 và bây giờ sẽ là một ca khúc mới hơn nữa, một sáng tác mà Nhật Thảo ngày hôm nay cũng đã có cái sự chuẩn bị và rất là khớp khi lại là cùng trùng với một yêu cầu của Trịnh Khách, đó là ca khúc Hà Nội của tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Phùng Tiến Minh. Và ca khúc này thì thực ra là nhạc sĩ Phùng Tiến Minh không phải là sáng tác đơn thuần là một ca khúc đâu, mà bài hát này thì ông chính là viết nhạc kịch cho cái vở kịch Hà My của tôi do nhà hát kịch Hà Nội biểu diễn. Nhưng mà vượt ra khỏi là một bài hát trong vở nhạc kịch thì những năm gần đây Hà Nội và tôi được coi là một trong những ca khúc viết rất là hay về Hà Nội. Và ngay sau đây xin mời tất cả các chị khách và đặc biệt là quý chị khách đã có cái sự đồng cảm cùng với Nhật Thảo qua cái lời yêu cầu Hà Nội của tôi là nghe ca khúc này. Thank you.
Cảm ơn những ca khúc với tiếng hát của Nhật Thảo. Và xin mời quý vị cùng trở lại với Nguyễn Đình Tuấn Dũng. Nguyễn có nhận được khá nhiều yêu cầu ở đây. Anh có nhiều quà cho em lắm. Xin được hân hạnh quay trở lại với tất cả các quý vị. Nhiều quá. Có một số bài em biết, một số bài thầy em chưa hề dạy luôn. Bản tango cho em riêng một góc trời. Bài tình ca cho em cái bài này thành thực mà nói nhiều bài quá là bị loạn ạ. Hà Nội và em, mũi tên Tuấn Dũng. Nhưng mà bài này thầy em dạy nhưng mà tiết đấy em nghỉ. Chắc
có nhiều bài hát quá, nhưng mà trong này có cái bài em thấy Nhìn Những Mùa Thu Đi là một cái bài hát mà hôm nay em cũng tính là em sẽ hát cái bài này cho quý vị nghe. Quý vị có đồng ý? Dạ. Cảm ơn. Em cho như vậy là đồng ý. Vậy thì xin mời quý vị nghe một nhạc phẩm của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Nhìn Những Mùa Thu Đi. Trong nắng và lá rụng ngoài sông, nghe tên mình vào quên lãng, nghe tháng ngày chết trong thu vàng. Nhìn những lần thu đi, tay trơn buồn ôm nuối tiếc, nghe gió lạnh về đêm. 20 sầu dâng mắt biếc, thương cho người rồi lạnh lùng riêng. Gió heo mây đã về, chiều tim loang vỉa hè, và gió hôn tóc thề. Rồi mùa thu bay đi, trong nắng vàng chiều nay, anh nghe buồn mình trên ấy. Chiều cuối trời nhiều mây, đơn côi bàn tay quên lối, đưa em về nắng ươm nhẹ nhẹ. Đã mấy lần thu sang, công viên chiều qua rất ngắn, chuyện chúng mình ngày xưa anh ghi bằng nhiều thu vắng, đến thu này thì mộng nhạt phai. Chúng mình ngày xưa anh ghi bằng nhiều thu vắng, đến thu này thì mộng nhạt phai. Chuyện chúng mình ngày xưa anh ghi bằng nhiều thu vắng, đến thu này
chặt phai. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin quý vị có thể dành cho anh Đạo Nguyễn và anh Quang Trung thêm một tràng pháo tay lớn nữa không? Cảm ơn. Hai anh là hơn 50% cái sự thành công của đêm nhạc ngày hôm nay. Vậy vậy em hát cái bài cho em thứ hai nha. Làm bài tình ca cho em được không ạ? Yeah. Bài hát này em biết có một cái vị khách vượt đường xá xa xôi đến đây mà yêu cầu em hát cái bài này từ sáng, nhắn tin cho từ sáng. Mà cứ tại vì Tuấn Dũng cũng hát cái bài này rất là nhiều lần rồi, cho nên thành thử cũng muốn thay đổi một chút. Nhưng mà hôm nay có cơ hội được hát bonus thêm một bài thì xin mời quý vị nghe nhạc phẩm của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, bài tình ca cho em. Cho em bài tình ca thiết tha, anh hát cho em dù lòng nghe xót xa. Một lần gặp gỡ đã là bao thương nhớ, thương dáng em gầy nhớ nụ mắt bờ môi. Nhớ năm xưa mùa xuân em đến thăm, em nói yêu anh rồi tình qua rất nhanh. Một ngày chợt đến bỗng tình ta đã lỡ, một ngày chợt đến bỗng đời như tan vỡ. Đêm buồn giá lạnh và ai âu yếm hát những lời thiết tha chiều mình. Ai đã nâng niu đón đưa ngày tháng dài, giờ đâu còn nữa, ngày vui đã hết, tình ta đã chết. Anh chúc cho em đời yên vui đắm say, anh chúc cho em dù lòng nghe đắng cay. Một ngày nào đó dẫu tình ta đã lỡ, một ngày nào đó ta vẫn yêu mãi người. Xuân em đến thăm rồi em nói yêu anh, tình mình qua rất nhanh. Một ngày chợt đến bỗng tình ta đã lỡ, một ngày chợt đến
chiều mến. Ai đã nâng niu đã đón đưa ngày tháng dài. Giờ đâu còn nữa, ngày vui đã hết, tình ta đã chết. Anh chúc cho em, dù lòng nghe đắng cay. Anh chúc cho em, đời yên vui đắm say. Một ngày nào đó, dẫu tình ta đã lỡ, một ngày nào đó ta vẫn yêu mãi người thôi. Một ngày nào đó dẫu tình ta đã lỡ, một ngày nào đó ta vẫn yêu mãi. Xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và xin được hẹn gặp lại tất cả các quý vị ở những lần xuất hiện sau. Xin cảm ơn quý vị. Xin cảm ơn Tấn Dũng và còn rất là nhiều yêu cầu của quý vị ở đây. Thì anh em nghệ sĩ chúng tôi hay có cái câu trêu đùa cho cái người cuối cùng là của chị cả đó. Bây giờ là của Bích Ngọc cả đó. Xin mời Bích Ngọc trở lại sân khấu. Nếu mà xòe ra là thành như là đếm bài ở trên tay luôn đó. Rất tiếc rằng những bài hát mà Bích Ngọc ngồi dưới khi nghe thì cũng yêu cầu đa số là dành cho giọng nam. Một số bài giọng nữ thì ca sĩ Nhật Thảo cũng hát rồi. Bây giờ là... còn bài Diễm Xưa. Vâng ạ. Người yêu dấu ơi. Người yêu dấu ơi thì Bích Ngọc có chưa hát bao giờ. Giờ gọi người yêu khó ghê lắm. Gọi đánh vần không đánh vần được. Thì, ca khúc đầu tiên là ca khúc Diễm Xưa. Xin mời hỏi chủ nhân yêu cầu bài hát có còn ngồi đây không ạ? À, con rồi. Chiều nay còn mưa, sao em không lại nhớ?
em nhớ những vết chim gì, xin hãy cho mưa qua miền đất rộng để người phiêu lãng quên mình lãng dương. Tiếp theo là một ca khúc nữa của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Và khi Minh Ngọc ngồi dưới kia thì có một em rất là xinh xắn bụ bẫm. Em mới có nói rằng là chị ơi, em muốn nghe một ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, bài hát Ở Trọ. Thế thì hai chị em có kịp tâm sự đôi câu, nói rằng chị chưa hát bài này bao giờ. Nhưng mà hôm nay vì em ngồi gần chị quá, với cái tấm chân tình mà chị cũng chưa hát nhưng mà cũng nghe nhiều rồi, hôm nay Vinh Ngọc cũng mạnh dạn hát bài hát này. Xin mời ca sĩ Nhật Thảo lên sân khấu. Hai chị em sẽ song ca gửi tới em Vân và tất cả quý vị bài hát này. Người xin ý anh
cho đôi chân Thúy Kiều. Người xinh ý à, Kiều xinh ý à, xin cho về trò gần nhau mai kia dù có ra sao cũng trăm năm ở đầu ngàn năm đêm tối ở trọ chung quanh đôi.